Bây giờ chúng ta sẽ có là cái phần liên quan đến vấn đề số 1 này. Đó là thế nào là tam giác? Được chưa? Thế nào là tam giác? Nào, bây giờ bạn nào có thể phát biểu được cho thầy thế nào là tam giác nào? Cho bài vào. Nào, bạn nào phát biểu được thầy thế nào là tam giác nào? Lila phát biểu được không? Tam giác có ba cạnh ạ. Ừ. Đầu tiên ấy, tam giác của chúng ta là gì? Tam giác của chúng ta nó là một hình. Được chưa? Đây. A, B, C. Vậy thì ta sẽ gọi là tam giác là một hình có ba cạnh. Được chưa? Tam giác là một hình nó có ba cạnh nhá, có ba cạnh à. Tam giác là một hình có này ba cạnh. Cái cạnh này là gì? AB là AB, BC, CA. Tam giác là một hình có ba cạnh. Được chưa? Ba góc là ba đỉnh nhá. Ba đỉnh là đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. Ba góc là góc A, góc B và góc C. Được chưa? Thứ nhất, đó là tam giác. Được chưa nào? Được chưa? Thứ nhất là tam giác của chúng ta. Cái thứ hai ở đây đó là chúng ta có như sau. Vấn đề thứ hai ở đây đó là đường cao của tam giác. Đường cao của tam giác từ A, ta kể AH, từ A ta kể AH vuông góc với từ A ta kẻ AH và nó góc với BC. Từ A ta kẻ AH mà nó vuông góc với BC nhé. Thì lúc này chúng ta sẽ có được đó là AH là đường cao. Là đường cao. Ok, tương ứng với cạnh đáy BC. AH là đường cao mà nó tương ứng với cái đấy là BC. Được chưa các bạn? AH là đường cao và nó tương ứng với cạnh đáy là BC. Được chưa? Vậy thì cái vấn đề số 3 ở đây là liên quan đến diện tích tam giác. Diện tích tam giác ở đây đó là S của tam giác ABC nó bằng đường cao nhân với cạnh đáy chia cho 2. Tức là ở đây S của ABC nó sẽ là bằng AH nhân với BC chia cho 2. Được chưa? Ok chưa các bạn? Chúng ta có một cái vấn đề như sau. Một cái vấn đề như sau này. Tại sao? Cái vấn đề của chúng ta nó là tại sao? Cái vấn đề của chúng ta nó là tại sao? Vấn đề của chúng ta nó là tại sao diện tích của ABC nó lại bằng AH nhân với BC chia cho 2. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có giải thích như sau. Nào, chúng ta sẽ giải thích như sau. Nhìn các bạn ạ.
Được chưa nào? Đây. C B C D E. Thì ta có như sau. Rõ ràng là cái phần diện tích của cái tam giác này nó bằng với lại là AHB không? Thằng này nó bằng với AH, với thằng ADC nó bằng với lại là AHC không? Có đúng không? Vậy thì ta có là diện tích của cái hình vuông là BC DE nó bằng bao nhiêu? Diện tích của hình vuông BCDE thì nó bằng là BC nhân với lại là BE. Mà rõ ràng là BE nó bằng AH không cả lớp. Thằng này nó sẽ là bằng BC nhân với BE của chúng ta, nó bằng AH. Được chưa? Bằng AH. Mà ta lại có là S của cái thằng diện tích của cái thằng nào? Mà ta lại có như sau, diện tích của cái thằng ABC nó bằng một nửa nhân với lại là S của cái thằng BCDE không? Có đúng không? Thì nó bằng 1/2 nhân bao nhiêu? 1/2 nhân với lại là bao nhiêu nhỉ? ABC nhân với lại là 1/2 nhân với lại là BCDE này. Nó là bằng bao nhiêu? AH nhân với BC. Nó có phải là bằng AH nhân BC chia 2 không? Đúng chưa? Đúng, đúng thế này không các bạn? Nội dung số 4 này là các loại tam giác. Được chưa? Các loại tam giác của chúng ta ở đây là chúng ta có mấy loại tam giác? Ta có 3 loại tam giác. Được chưa? Ta có 3 loại tam giác. Được chưa nào? Ta có 3 loại tam giác. Vậy thì bây giờ với ở đây là 3 loại tam giác này thì nó sẽ là tam giác nhọn. Tam giác nhọn. Tam giác vuông. Tiếp theo là tam giác tù. Được chưa? A là tam giác nhọn. Tam giác nhọn là tam giác nó có 3 góc nhọn đúng không? Đây. Đây, vẽ hình vào. ABC. Thì S của tam giác ABC nó bằng AH nhân với BC chia cho 2. Được chưa? Nó là tam giác thường gặp. Cái thứ hai đó là tam giác vuông. Cái vấn đề thứ hai của chúng ta đây đó là về vấn đề tam giác vuông. B là về vấn đề được chưa? Về vấn đề đây của chúng ta nó là vấn đề liên quan đến tam giác vuông. Được chưa? Cái vấn đề của chúng ta nó là liên quan đến tam giác vuông. Thì với cái nội dung là tam giác vuông thì các bạn lưu ý như sau. Với nội dung là tam giác vuông thì đây A B C. Có đúng không? Vậy thì nếu nhá, các bạn lưu ý như sau. Nếu như AB là cạnh đáy, nếu AB đóng vai trò là cạnh đáy, nếu như AB đóng vai trò là cạnh đáy thì rõ ràng, thì nếu như AB đóng vai trò là cạnh đáy thì cái thằng AC nó sẽ là cái gì? AC nó sẽ là cái gì? Là đường cao. Vậy thì từ đây S của cái thằng ABC nó sẽ là bằng AB nhân AC chia cho 2. Đấy. Và người ta hay nói rằng là diện tích của tam giác vuông
thì nó là bằng tích độ dài hai cạnh các vuông nhân với nhau. Được chưa? Phúc Thịnh cho bài vào, Phúc Thịnh ơi. Đấy, thì người ta hay nói là như thế. Được chưa nào? Cái vấn đề C của chúng ta là tam giác tù. Tức là góc tù đó là góc lớn hơn góc vuông đúng không? Ở trong sách lớp 4 chúng ta học là như thế. Đây. A B C. Thì cái đặc đây thầy cho A ra đây đi. Đấy, A đỉnh đấy đi. Đây là B. Thì nó có đặc điểm như sau này. Nếu như kẻ đường cao AH thì đường cao AH nó sẽ nằm ngoài cạnh đâu? Cái điểm H này nó phải nằm ngoài cạnh BC chưa? Đấy, cái đặc điểm của nó là cái điểm H. Điểm H là nó nằm ngoài. Nằm ngoài cạnh BC. Được chưa? Thì đó là lý thuyết của chúng ta buổi hôm nay. Ở đây các bạn lưu ý như sau. Ta có này. Một tam giác có cạnh đáy là bằng 8 cm. Giải này. Một hình tam giác nó có cạnh đáy là bằng 8 cm. Chiều cao tương ứng là bằng 7/4. Thì ta có là chiều cao. Chiều cao của tam giác là 7/4 nhân với 8 là bằng 14 cm. Có đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ có diện tích tam giác là lấy 8 nhân với 14 và chia cho 2 là bằng 56 cm vuông. Đáp số chưa? Có đúng không các bạn? Tính chu vi và diện tích của một hình tam giác. Được chưa? Tính chu vi và diện tích của một hình tam giác. Không hiểu đề bài á? Một cạnh các vuông là 24 đúng không? Và bằng 3/4 cạnh kia. Đúng không nào? Vấn đề số 1 ở đây các bạn lưu ý sau. Là các bạn vẽ thầy. Vẽ hình này. Là tam giác ABC. Tam giác ABC. Đây. A B C. Thằng này là 24. Và nó bằng 3/4 cạnh góc vuông kia, tức là 24 này. Nó bằng 3/4 nhân với cạnh góc vuông còn lại. Thì cạnh góc vuông còn lại của chúng ta ở đây. Cạnh góc vuông còn lại nó sẽ là bằng 24 chia 3/4 bằng bao nhiêu? 24 chia 3/4 bằng bao nhiêu? Có lớp? Bằng mấy? 32. 3/4 nhân với cả góc vuông kia là bằng 24 thì nó phải 24 chia 3/4 gì nữa? Nhân đâu chia chứ? 32 đơn vị là cm. Thằng này là 32. Thằng này là 40. Đúng không? Vậy thì bây giờ thứ nhất, vấn đề số 2 là chu vi. Vấn đề số 2 là chu vi. Chu vi của chúng ta bằng bao nhiêu? Vấn đề số 2 của chúng ta là chu vi bằng bao nhiêu? Vấn đề số 2 của chúng ta là chu vi này. Chu vi nó sẽ là bằng 24 cộng với 32 cộng với 40 bằng bao nhiêu nào? 24 cộng 32 cộng 40 bằng mấy? Bằng 96. Bằng 96. Đơn vị là gì? cm. Diện tích của chúng ta là bằng bao nhiêu? Diện tích ở đây nó là bằng mấy? Diện tích ở đây là bằng bao nhiêu? Diện tích ở đây nó là bằng
bao nhiêu? 24. 32 là bằng 384 à? Quên là quên thế nào? Được chưa? Xong chưa nào? Được chưa các bạn? Mảnh vườn hình tam giác ABC vuông ở A có cạnh AC lớn hơn cạnh AB là bằng 30m. Được chưa? 30m. Vậy thì ở đây các bạn lưu ý như sau. Chúng ta có này. Mảnh vườn hình tam giác ABC vuông ở A có cạnh AC lớn hơn. Vấn đề số 1 ở đây là AC nó trừ đi AB là bằng 30m. Và AC cộng với AB, đúng không, là bằng 360 trừ đi 150, tức là bằng mấy? 110m à? Có đúng là 110m không? Ở lớp? 210 à? Đúng rồi, 210. Vậy thì AC của chúng ta nói là cạnh là nó là số lớn thì bằng 210 cộng 30 chia cho 2 bằng bao nhiêu? Bằng mấy? 120, đúng không? 120m. AB của chúng ta bằng bao nhiêu? Mà 210 mà trừ đi 120 là bằng 90m. Đúng không? Mấy cạnh AC lớn hơn cạnh AB là 30m. Thì AC trừ đi AB là bằng 30, thì AC bằng 120, AB bằng 30 là bằng 90, đúng không? Có phải lớn hơn 30 chưa? Ấy, nhầm đúng không? Vấn đề số 2 ở đây. Vấn đề số 2 là diện tích vuông ở A. Vậy thì S của ABC ở đây nó bằng AC nhân với AB chia cho 2 là bằng 120 nhân với 90 chia cho mấy? Chia cho 2 bằng bao nhiêu? 5.400 mét vuông. Được chưa? 5.400 mét vuông. 5.400 mét vuông. Được chưa các bạn? Mét vuông. Vậy thì cái vấn đề số 3 của chúng ta đây là ở giữa cái mảnh vườn người ta đào một cái ao cá hình vuông. Đây. Đây, tam giác của chúng ta đây. À đã quên vuông đây chứ, tam giác vuông này. Hả? Nào chưa tự chưa tự. Đây. Cái mảnh này của chúng ta nó là mảnh như thế nào đây? Đấy, cái mảnh ở giữa là hình vuông đây này. Thấy chưa Thế Vinh? Vậy thì bây giờ cái mảnh ở giữa là hình vuông này. Cái mảnh ở giữa là hình vuông nhá. Vậy thì bây giờ khi cái mảnh ở giữa là hình vuông thì nó như thế nào? Cái mảnh ở giữa này là hình vuông của chúng ta thì cái đặc điểm của nó là như sau. Khi cái mảnh ở giữa này nó là hình vuông này thì ta gọi là cạnh hình vuông là bao nhiêu? Cạnh hình vuông là nó bằng 100 chia cho 4 là bằng 25 đơn vị là mét. Vậy thì S hình vuông nó bằng bao nhiêu? 25 nhân 25 625 bằng mấy? 625 mét vuông. Vậy thì với cái diện tích là 625 mét vuông thì ta sẽ có rằng là S hình trồng trọt nó bằng bao nhiêu? Diện tích trồng trọt nó bằng bao nhiêu? 5.400
Trừ đi 625 bằng bao nhiêu cô Quỳnh Anh nhỉ? 4775 mét vuông. Đáp số chưa? Một hình tam giác có diện tích là 120 cm vuông. Nào, nếu như kéo dài cạnh đáy ra, cái vấn đề của chúng ta này, các bạn lưu ý nhé, khi mà kéo dài cạnh đáy 3 cm thì S nó tăng là bao nhiêu? S nó tăng lên là 30 cm vuông, đúng không? Thì các bạn sẽ có như sau. Cái tam giác của chúng ta là đây, đây ABC, khi nó kéo dài ra D này, đây là 3 này, thì đây các bạn vẽ cái này vào, thì đây có phải là diện tích nó tăng lên không? Có đúng không? Đây có phải là diện tích tăng lên không các bạn? Có đúng nhỉ? Đúng chưa? Thì đây nó chính là phần diện tích tăng lên. Thì đối với phần diện tích tăng lên ở đây, nếu như chúng ta gọi AH là chiều cao, thì ta gọi là S tăng ở đây, nó sẽ là bằng S của cái thằng ACD là bằng 1/2. Tam giác này là tam giác tù đúng không? ACD là tù chưa? Vậy thì ở đây nó sẽ là nhân với lại là AH nhân với lại là CD. Mà S của thằng này là bằng 30 rồi. Nó bằng 1/2 nhân với AH nhân với lại là mấy? Đi 3. Thì AH bằng bao nhiêu? AH nó sẽ bằng 20 cm. Đúng không? Đó. Mà đề bài nó sẽ cho là diện tích của cái tam giác ABC lại bằng 120. Đúng không? Đề bài cho này ta lại có như sau. Ta có là S của cái thằng ABC này nó bằng 120 cm vuông. Thì có phải là 1/2 nhân AH nhân với BC là 120 cm vuông không? Có đúng thế này không? Đúng chưa các bạn? Có đúng đúng này không nhỉ? Lúc đầu em không ra đáp án này nhưng em lại thu hồi lại tại vì sợ sai. Vậy thì 1/2 nhân với 20 nhân với BC mà bằng 120 thì có phải là 10 nhân với BC bằng 120 không? Thì BC của chúng ta bằng mấy? Bằng 12 cm. Các con hiểu chưa? Đây rất là nội dung liên quan. Đây là nội dung liên quan đến tăng giảm diện tích tam giác. Được chưa?